Chê cái gì đi? Chê thì em chê thì đó. Chê cái gì đi? Chê cái gì đi cho thức gọi là gì? Công tâm. Không chê được. Đây là phần tiếp theo của buổi khám phá cơ sở mới túc tắc 140 Nguyễn Văn Lộc. Ăn xong tôi sẽ đưa các bạn đi làm cùng tôi. Nóng là tôm rất tươi nhá. Ăn nó giòn lắm, căng rồi. Không thích ăn đâu, không định ăn đâu, thử luôn. Thử ấy, em nói lại thử ấy. Tươi đúng không? Giòn đúng không? Giòn luôn ấy. Đừng ấy đập tràng. Ngấm rất là ngấm ấy, rất là ngấm luôn, ngấm vị luôn. Tất cả các món đều ấy, các gia vị, các gia giảm đều mà rất là tươi. Nhưng mà nhiều người thì sẽ nói về cái việc là chuẩn hay không ấy. Chuẩn thái hay không ấy. Nhưng mà mỗi người một vị, mỗi người một mồm đúng không? Mọi người ăn thì sẽ cảm nhận khác nhau. Em nghĩ là mọi người nên đến thử thì sẽ tự nhận xét được hơn á. Với cả mình đến thái nhiều rồi đúng không? Đúng. Bản thân mình thấy trong Central World người ta nấu một kiểu, vỉa hè một kiểu, nhà hàng một kiểu. Cho nên là bản thân mình cũng chẳng biết thế nào gọi là chuẩn thái. Có rất là nhiều người comment rằng là ông này chỉ thấy đi ăn đi uống không biết là làm cái gì. Và có rất nhiều dạng comment kiểu ông này làm thiết kế thời trang thì làm đi chứ đừng có đi review. Khổ nỗi với tôi, đi ăn đi uống nó là một cái thú vui. Còn với tôi, thiết kế thời trang nó là một cái nghiệp, nó là trách nhiệm, nó là cuộc sống. Nên là đây, 11 giờ đêm vẫn còn làm sân khấu để chuẩn bị cho show thời trang ngày mai. Toàn bộ sẽ là một khu vườn rất là đẹp luôn. Và sẽ đây là sẽ sảnh đón tiếp. Mọi người sẽ chụp hình ở đây. Sau đấy là sẽ di chuyển vào trong kia. Một cái phòng như thế này hiện tại tôi đang tính là có thể đón tiếp khoảng độ 100 khách. Và mình thì mình chỉ thích là làm một cái show thời trang, ra mắt những cái bộ sưu tập nhỏ xinh như thế này thôi, ở một cái không gian như thế này, gần gũi hơn. Và quan trọng là mình sẽ chỉn chu hơn. Mỗi lần ra mắt một bộ sưu tập mới thì tôi sẽ tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ trang phục cho đến sân khấu, cho đến âm thanh, ánh sáng, vân vân và vân vân. Có những khi công việc kéo dài hàng tháng trời rất căng thẳng, nhưng mà chỉ để đổi lại được tỏa sáng được vài phút trên sân khấu. Các bạn cùng hóng với mình nhé. Ngày mai mình sẽ tiếp tục cập nhật cái câu chuyện này. Thế nha.